các bạn, chúng ta tiếp tục đến với câu tiếp theo. Câu tiếp theo là có nội dung như sau: cho hai đường thẳng D1 và D2, đúng không? M là tọa độ là ABC thuộc D1, N là DEF thuộc D2. Tức là người ta bảo tìm cái đoạn MN, tìm cái đoạn ABCD ấy, sao cho MN là ngắn nhất. Thì rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ vẽ hai cái đường thẳng này, chúng ta tư duy. Thì chúng ta sẽ vẽ T1 ra này, D1 này, D2 này, được chưa? M là thuộc D1, là M đây. N là thuộc D2. Đây. Đúng không? MN bằng ngắn nhất. Thì rất đơn giản, MN ngắn nhất khi MN là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng D1 và D2. Đó là cơ bản nhất là như vậy. Thì về mặt ý tưởng ấy, là chúng ta sẽ tính vector MN, đúng không? Xong ta nhân với U của D1. Thầy gọi là U1 đi. Thầy đọc luôn cái vector của nó là 2, 1, âm 1. Tương tự như vậy thì mình có sẽ D2, mình sẽ có U2 các bạn. U2 của nó thì là mấy nhỉ? 1, âm 2, 1. Đúng không? Mình sẽ tính vector MN, xong mình sẽ nhân với từng vector này nhá. Ok, ý tưởng là như vậy. Bây giờ mình sẽ triển khai này. Đầu tiên, việc đầu tiên là chúng ta phải đổi cái thằng D1 này thành gì ạ? Thành phương trình tham số. Đúng không? Thì chỗ này nó sẽ là x bằng 2. Thầy không được dùng là t nữa, vì t người ta dùng D2 rồi, thành 2u đi. Nhá. Còn y ấy thì nó bằng là 1 cộng u. Và z ấy thì lại bằng là -1 trừ u. Thành ra m thuộc D1 cho nên m nó sẽ có tọa độ là 2u. Gì nhỉ? 1 cộng u và -1 trừ u. Còn n thì khỏi nói rồi, n thì đọc luôn trên kia luôn. 1 cộng t -1 trừ 2t và 2 cộng t. Thì anh em tính được vector MN luôn các bạn. Tính vector MN luôn. M trừ N là N trừ M, đúng không? N trừ M này 1 cộng T trừ cho 2U, tức là gì? Tức là 1 cộng T trừ 2U chấm phẩy trừ 1 trừ 2T là trừ 1 trừ U, trừ 1 trừ 2T trừ cho 1, thì có nghĩa là trừ 2 trừ 2T trừ U. Rồi trừ 2 trừ trừ 1 là cộng hồn là 3, chỗ này xóa đi, thầy ghi hơi bị thừa một tét rồi. Ok, 3 này. Cộng t đó, nhưng mà cộng u đó các bạn, trừ trừ u là cộng u. Rồi xong, bây giờ mình sẽ lấy mn lần lượt nhân với u1 và là mn nhân với u2 là nó sẽ ra. Thì mn nhân với u1 thì bạn nhìn đây là tức là gì? 1 cộng t trừ 2u nhân 2, tức là gì? 2 cộng 2t trừ 4u, đúng không? Nhân 2 mà. Cộng cho nhân 1, cái này nhân 1, cái trừ 2 trừ 2t trừ u là nhân 1, tức là mình sẽ ghi lại luôn là trừ 2 trừ 2t trừ u. Và cái thằng này thì nhân với trừ 1 thì chúng ta sẽ đổi dấu tất cả, tức là trừ 3 trừ t trừ u, và chắc chắn là bằng 0 rồi. Tương tự như vậy, thằng MN này cũng nhân với U2 luôn, thì chúng ta sẽ nhân với 1, thì cái đầu tiên nhân với 1, đúng không? Nhân với 1 đây, thì chúng ta sẽ có là 1 cộng với t trừ đi 2u. Thì nhờ chấm phẩy này, cái này nhân với trừ 2 các bạn, cái phần thứ hai nhân với trừ 2 thành ra là chúng ta có cộng 4 này, cộng 4t này, cộng 2u này. Rồi cuối cùng là cái 3 cộng t cộng u nhân với 1, tức là cộng 3 cộng t cộng u bằng 0. Thì thầy ghi xuống đây cho nó gọn nhé, ghi xuống đây cho nó gọn. Thì đây là t này trừ đi 2t là hết này, đúng không? T trừ 2t là hết. Đây là chúng ta sẽ có là âm t trừ 4u trừ đi 1u là trừ 5u trừ 4 là trừ 6u. 2 trừ đi 2 hết, trừ 3, đây là bằng 3. Rồi tiếp tục tương tự như vậy ở đây, t này 4t là 5t, 5t cộng 1t là 6t trừ 2u cộng 2u là hết, còn cộng u. 1 cộng 4 là 5, 5 cộng 3 là 8, vậy cái này bằng âm 8. Lấy máy tính ra, chúng ta bấm nghiệm và chúng ta xem được đáp án là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ bấm máy tính nhá. Mod 51, được chưa? Trừ 1, trừ 6, 3, 6, 1, âm 8. Trừ 1, trừ 6, 3, 6, 1, âm 8. Thì được rồi, chúng ta được là
trừ 45/37 và trừ 26/37. T bằng trừ 2 trừ 45. Có khi sai này các bạn này. Phần 37. Và T bằng là trừ 26/37. Thầy mới tính lộn nữa các bạn nhé. Chúng ta sẽ được đáp án là trừ 9/7 và trừ 2/7. Các bạn xóa đi nhé. Trừ 9/7 và trừ 2/7. Tức là T là bằng 9/7. Còn U là trừ 2/7. Giờ ta đem ra chúng ta thế vào cái điểm M. Thế vào điểm M thì điểm M mình sẽ được là gì? Thế điểm M thế U vào ạ. Điểm M thế 2/7 vào tức là gì? 2 nhân cho 2U này, 2 nhân cho trừ 2/7, tức là chúng ta sẽ có là trừ 4/7 đúng không? 2 nhân trừ 2/7 tức là trừ 4/7. Rồi tiếp tục 1 cộng U tức là 1 trừ đi 2/7. 1 trừ đi 2/7 là 5/7. Và cuối cùng trừ 1 trừ U tức là trừ 1 cộng 2/7. Trừ 5/7. Tương như vậy N tính ra thôi. N thế T vào các bạn. Thế T vào 1 cộng T tức là 1 cộng cho âm 9/7. Thì nó là trừ 2/7. Rồi trừ 1 trừ 2 nhân trừ 9/7 tức là 1 cộng 2 nhân 9/7 thì là 11/7. Và cuối cùng là 2 cộng T tức là 2 trừ đi 9/7 thì được 5/7. Thì nó cộng, đây là A, B, C, D, E, F cộng với nhau thì 2 này mất này, 5/7 với 5/7 hết này, đúng không? Thì chúng ta sẽ còn là trừ 4/7. Trừ 4/7 cộng 5/7 trừ 2/7 cộng 11/7. Chúng ta được đáp án là 10/7 các bạn ha. 10/7 đáp án D các bạn nhé. Tất tần tần cộng hết những cái này lại thì nó là 10/7, chọn câu D. Ok các bạn.